Xin kính chào quý vị và các bạn. 24 giờ qua thời tiết trên địa bàn tỉnh ta có nhiều thay đổi, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào vài nơi, ngày có lúc giảm mây, trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 29 đến 30 độ, giảm từ 1 đến 2 độ so với trưa ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao lục địa tăng cường yếu kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần nên thời tiết trong tuần tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 29 đến 30 độ. Vào đêm ngày 13 tháng 5, ngày 14 tháng 5, khu vực có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau. Khu vực phía đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, đoạn từ 75 đến 95%. Khu vực phía tây nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, độ ẩm từ 76 đến 93%. Khu vực thành phố Hải Dương, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông, trưa chiều có lúc giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 77 đến 92%. Thông tin về thủy văn 24 giờ qua mực nước các sông lên và ở vào kỳ chiều cường. Mực nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1m05. Ngày mai mực nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phả Lại đỉnh chiều lúc 0 giờ 20 ở mức 1m65 đến 1m70. Sông Hồ tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 22 giờ 15 phút ở mức 1m60 đến 1m65. Và cuối cùng sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.